Vân Anh kính chào quý vị và các bạn. Đáng lẽ ra Vân Anh đã đến studio để thâu chương trình này, nhưng vì thống đốc Newsom đã ra lệnh sau 12 giờ đêm hôm nay, thứ năm 19 tháng 3 là coi như nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không ai được ra đường ngoại trừ đi chợ mua thức ăn, mua nhu yếu phẩm và làm những công việc tối khẩn. Thật ra mỗi vùng, địa phương đã có lệnh này từ những ngày qua. Nhưng khi thống đốc họp báo thì có vẻ trầm trọng hơn vì không còn là một lời khuyên nên ở nhà mà là lệnh phải ở nhà. Lý do đó, Vân Anh sẽ tiếp tục thâu chương trình từ một góc nhìn ở nhà riêng để chúng ta cùng nghe và thảo luận. Trong tuần qua, hầu như 80% tin tức của các đài truyền hình, báo chí truyền thống hay trên mạng đều chú trọng đến dịch COVID-19, làm cho chúng ta thấy thế giới bị bao trùm bởi con virus này. Thật ra, trái đất vẫn xoay đều và chung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều điều đáng nói, nhiều việc phải làm và nhiều người đang rất cần sự quan tâm của chúng ta. Hôm nay, Vân Anh sẽ nhắc đến những mẩu tin bị bỏ rơi nhưng đáng chú ý từ một góc nhìn khác. Chúng ta sẽ thấy gì? Vào lúc 7 giờ 09 sáng ngày thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua, một trận động đất địa chấn 5.7 xảy ra cách Salt Lake City, tiểu bang Utah khoảng 10 dặm, làm sập một số building, nhà cửa, khiến trên 70.000 người bị cúp điện và làm gián đoạn công việc của các nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm, trong đó có cả việc thí nghiệm coronavirus. Phi trường Salt Lake City International cũng ngưng hoạt động và được lệnh di tản. Một người cha text cho tờ báo USA Today như sau. Nhà thương giống như đang rung chuyển. Trời đất, làm như con tôi ra đời trong lúc đang đại dịch như vậy chưa đủ. Còn lại thêm cú này nữa. Thật là kinh khủng. Và tiếp theo sau đó, cho đến 6 giờ chiều cùng ngày, có thêm 43 cú hậu địa chấn khiến nhiều người hoảng sợ. Hiện chưa có báo cáo thương vong. Đây là một trong những trận động đất lớn nhất của Utah kể từ năm 1992. Lúc đó đo khoảng 5.8 độ Richter. Bước qua bản tin kế tiếp mà Vân Anh vô tình đọc được, cảm thấy rất quan trọng nhưng cũng không thấy nhiều cơ quan truyền thông nhắc đến tuần qua. Đó là cựu tổng thanh tra của cơ quan an ninh quốc nội Hoa Kỳ vào thời Tổng thống Obama là ông Charles Edwards bị Bộ Tư pháp truy tố 16 tội liên quan đến kế hoạch đánh cắp phần mềm, software và dữ liệu chứa đựng thông tin cá nhân của nhân viên chính phủ, Sở Bưu điện. Ông này dự định nâng cấp phiên bản qua công ty riêng của ông là Edwards Delta Business rồi đem bán cho Bộ Nông nghiệp. Ông và cùng một cựu nhân viên dưới quyền của ông là Murali Venkata bị buộc tội lừa đảo và âm mưu đánh cắp tài sản của chính phủ và thêm tội danh lấy trộm danh tính của nhiều cá nhân để đưa qua đường dây hoạt động phi pháp. Ngoài ra, ông Venkata cũng bị truy tố thêm tội hủy bỏ hồ sơ để phi tang. Một bản tin cũng không kém thú vị, đó là Elon Musk cho biết hãng Tesla sẵn sàng làm máy hô hấp cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 trong bối cảnh hiện nay. Ông ta đã tweet và trả lời một người nói ông là đừng giả vờ làm người ngốc, vì đây là một đại nạn như sau. Công ty chúng tôi sẽ chế tạo máy hô hấp nếu bị thiếu hụt. Hãng xe Tesla sản xuất hệ thống điện lạnh tinh vi. SpaceX thì chế tạo hệ thống duy trì sự sống nhân tạo. Máy hô hấp không khó chế tạo, nhưng không thể sản xuất nhanh được. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc họp gần đây tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ dùng đạo luật về sản xuất quốc phòng 1950 để đối phó với đại dịch COVID-19. Có nghĩa là chính quyền liên bang có quyền yêu cầu các công ty tư nhân gia nhập vào công cuộc bảo vệ quốc gia khi có đại nạn. Sở dĩ Vân Anh muốn lượt qua một số tin như trên, vì muốn đưa mọi người trở về cuộc sống thực tại và nhìn mọi vấn đề ở nhiều góc độ hơn là chỉ chú tâm vào nạn dịch coronavirus. Có một vị bác sĩ tâm thần, Bernstein, đã viết là chính ông là một vị y sĩ, là một nhà đạo đức học
và trên hết là một công dân Hoa Kỳ, ông cũng phải đấu tranh với thực tế vì nhìn thấy sự hoảng loạn, hiềm khích lan truyền và nó chiếm lấy khoảng không gian to lớn chỉ trong một khoảnh khắc và đánh cắp luôn niềm hy vọng của nhiều người. Khi mà con người đánh mất niềm hy vọng thì họ sẽ rơi vào sự tuyệt vọng và thường dẫn đến các biện pháp phản tác dụng. Phương tiện truyền thông mạng, kể cả mạng xã hội đưa tin tức bừa bãi, gieo rắc nỗi sợ hãi và thay vì nuôi hy vọng lại làm chúng ta tuyệt vọng và bắt đầu thiếu tin tưởng lẫn nhau. Bác sĩ Bernstein chia sẻ kinh nghiệm về một mô hình truyền cảm hứng và khả năng phục hồi của một cộng đồng sống dưới một mối đe dọa mà sự sinh tồn như chỉ treo mành. Đó là nhóm người Fecalix, là những tù nhân bị đưa vào làm công nhân vệ sinh trong một khu ổ chuột Lodzi của Ba Lan lúc ấy do Đức Quốc xã chiếm đóng. Những công nhân này có nhiệm vụ làm sạch cống rãnh và tuổi thọ của họ khi làm công việc này thu hẹp còn 6 tháng vì môi trường thiếu vệ sinh một cách khủng khiếp. Thay vì để sự tuyệt vọng chế ngự mình từng ngày, họ đã làm việc với các bác sĩ và y tá khu ổ chuột này để ngăn chặn dịch bệnh thương hàn đang lây lan vượt ngoài vòng kiểm soát. Nếu nhóm tù nhân này không thành công trong việc ngăn không cho nước ô uế của cống rãnh nhiễm vào nước uống, thì có lẽ người Đức đã thanh toán cả khu ổ chuột đó rồi. Ông kể tiếp, cha tôi sau đó kể lại cho tôi. Sau một cuộc đột kích đánh cắp vật liệu xây dựng từ cơ quan của người Đức, ông bị thương nặng và được một bác sĩ người Do Thái bí mật chữa bệnh cho ông. Cha tôi nói, bác sĩ ơi, chắc tôi sẽ chết ở đây. Vị bác sĩ trả lời, một trong hai chúng ta sẽ chết, nhưng người đó sẽ là tôi. Tôi không có thuốc để chữa trị cho anh, nhưng anh còn trẻ. Nếu anh không đánh mất hy vọng, anh sẽ sống còn. Quả thật, nhờ vào sự đoàn kết, tính hài hước và những bài ca dũng cảm, trái tim của họ trở thành trái tim kháng chiến trong ổ chuột Lodzi. Họ sử dụng vật liệu xây dựng đánh cắp đào một đường hầm ngầm tráng xi măng dưới lòng đất bên cạnh một bờ sông. Và cha mẹ tôi đã kết hôn trong đường hầm đó. Chúng ta thử nhìn lại. Nếu những người anh hùng khu ở chuột đó có thể duy trì được một cộng đồng của họ dưới một hoàn cảnh oan nghiệt như vậy để sống còn, thì hoàn cảnh của chúng ta hiện nay có tệ hại hơn họ hay không? Nếu chúng ta đánh mất hy vọng, niềm tin và để những yếu tố như sự lên xuống của thị trường chứng khoán, sự nghi kỵ vì khác biệt về lập trường chính trị, màu da, v.v. làm chúng ta mất bình tĩnh, thì sẽ đưa đến giai đoạn là hành động thiếu suy nghĩ, đưa đến hỗn loạn xã hội. Và đó mới là thảm họa còn kinh khiếp hơn coronavirus. Chúng ta tùy theo tín ngưỡng của mỗi người, hãy cùng cầu nguyện với ơn trên giúp cho thế giới qua nạn đại dịch này.